Ngày 11 tháng 11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý nghi phạm Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1987, chồng của nạn nhân về trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi sát hại vợ. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 11, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ở thôn Tân Lợi, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên. Sau khi kiểm tra, phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, được bọc trong túi ni lông và bao tải, giấu dưới gầm giường. Nạn nhân là nữ giới. Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định nghi phạm Nguyễn Văn Tám, chồng của nạn nhân là hung thủ. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển bằng máy bay đến quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Tám khi người này đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu mà đối tượng Tám khai nhận, do nghi ngờ vợ có người khác, sau khi hai vợ chồng cãi nhau, đối tượng đã bóp cổ vợ, dẫn đến tử vong.